Em Huỳnh Trần Ý Nhi, Miss World Việt Nam 2023. Sau một khoảng thời gian tự bản thân mình chiêm nghiệm về những gì đã trải qua, lời nói đầu tiên, em muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả, đến với các đơn vị, các cá nhân liên quan đã chịu ảnh hưởng bởi những phát ngôn của em. 3 tháng qua, em dành toàn bộ thời gian để có thể nhìn nhận lại bản thân của mình. Ý Nhi đã đọc, đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Ý Nhi sẽ cố gắng, nỗ lực, không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân của mình. Ý Nhi cảm ơn quý vị khán giả. Sau khi đăng quang, điều mà Ý Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc là đã thực hiện được các nguyện vọng của mình, các lời hứa trước đây. Đó chính là quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của cuộc thi Miss World Việt Nam cho các hoạt động thiện nguyện cũng như là góp phần vào các quỹ khuyến học của ba báo Tiền Phong, Thanh Niên và Tuổi Trẻ. Ý Nhi cũng đã quyên tặng mái tóc của mình cho tổ chức mạng lưới ung thư vú Việt Nam VCNV. Trong tương lai, Ý Nhi vẫn sẽ thực hiện các dự án thiện nguyện dựa theo khả năng cũng như là điều kiện của mình. Nhận thấy việc học tập, mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, Ý Nhi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà Ý Nhi theo học. Với phần học bổng được trường đại học bên Úc hỗ trợ, Ý Nhi nghĩ rằng đây là thời điểm, là điều kiện thuận lợi để cho mình có thể trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình học đại học của mình. Khi quý vị xem được những thước phim này, cũng chính là lúc mà Ý Nhi đã đặt chân tới nơi đất khách quê người và bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời mình. Kính chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công và an vui trong cuộc sống. Chia sẻ với Tiền Phong, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết việc du học Australia 2 năm nằm trong kế hoạch học tập của Ý Nhi. Sinh viên Huỳnh Trần Ý Nhi học chương trình liên kết 2 cộng 2 ngành quản trị kinh doanh giữa Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Sydney tại Australia. Cô ấy hoàn tất chương trình tại Việt Nam và chuyển tiếp sang trường đối tác tại Australia để tiếp tục theo chương trình được đăng ký từ những ngày đầu. Việc Ý Nhi hoàn tất giai đoạn 1 tại Đại học Quốc tế và chuyển tiếp thành công đến trường đối tác ở giai đoạn 2 học tại Đại học Sydney, Australia đều nằm trong kế hoạch và học trình của sinh viên Ý Nhi tại nhà trường, thạc sĩ Bích Ngọc trả lời Tiền Phong. Đại diện Đại học Quốc tế cho biết khi tham gia Miss World Việt Nam 2023, Ý Nhi đã học xong chương trình giai đoạn 1 tại Việt Nam, chỉ còn lịch thi cuối thi vài môn. Cô tuân thủ đúng quy định của nhà trường về việc tạm thời xin vắng học trong thời gian thi, xin bảo lưu quá trình học tất cả môn. Sau khi thi Miss World Việt Nam 2023 sẽ trở lại trường thi cuối kỳ. Trong quá trình đó, Ý Nhi được nhà trường hỗ trợ. Một số người hâm mộ tinh ý nhận ra hoa hậu Ý Nhi đã quyết định cắt tóc để hiến tặng cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Cụ thể, trước đây trong khuôn khổ cuộc thi, tại vòng sơ khảo người đẹp nhân ái, hoa hậu Ý Nhi trình bày dự án nhân ái của bản thân để thuyết phục ban giám khảo. Theo đó, người đẹp gốc Bình Định mong muốn có thể hiến tặng mái tóc thông qua mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Các bạn ơi, mái tóc á, thì nó có thể mọc ra lại, nhưng mà các cô bệnh nhân ung thư vú thì đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh rất là khốc liệt. Và như nghĩ rằng mái tóc khi mà mình nuôi, mình có thể hiến được là một cái điều rất là tốt, là một cái điều mà truyền cảm hứng. Và như nghĩ rằng nếu mà các bạn làm được cái điều gì đó cho xã hội thì các bạn cũng đã nhận lại được rất là nhiều.